Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Quý vị và bà con đang đến với bản tin thời tiết biển ngày 16 tháng 2. Thưa bà con, sự suy yếu nhanh chóng của khối không khí lạnh là nguyên nhân khiến cho cường độ gió trên hầu khắp các vùng biển nước ta, cũng như là trên khu vực Biển Đông đều đang giảm dần. Riêng vùng biển dọc các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Dự báo từ nay đến những ngày cuối tuần này, khối khí lạnh vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại, nên trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển dọc các tỉnh miền Trung, sóng gió duy trì cường độ trung bình đến yếu, thời tiết ít mưa nên là cũng sẽ ủng hộ cho các hoạt động hàng hải và du lịch. Có thể nhận định rằng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau vẫn là nơi có gió mạnh hơn cả, đôi lúc đạt cấp 6 gây biển động nên vẫn ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền, nhất là các tàu nhỏ. Ngoài khơi xa, khu vực cần lưu ý là vùng biển Nam Biển Đông. Trong những ngày tới thì mưa dông có xu hướng tăng trở lại tại đây, đặc biệt là ở vùng biển quần đảo Trường Sa. Khả năng còn xuất hiện tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông, nên khi khai thác hải sản trên khu vực này, bà con cần hết sức đề phòng để đảm bảo an toàn. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thưa quý vị và bà con, dự báo trong 2 đến 3 ngày tới thì tại vùng biển này, gió vẫn có hướng đông bắc đến đông và hoạt động với cường độ chỉ khoảng cấp 3, đôi lúc là đạt cấp 4 nên biển chỉ gợn sóng nhẹ, trời nhiều mây nhưng mưa chỉ xảy ra vài nơi. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý là hiện tượng sương mù vào buổi sáng làm giảm tầm nhìn và phần nào đã gây trở ngại cho việc di chuyển của tàu thuyền. Tương tự vậy, xuống đến vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, nằm trong xu thế chung của khu vực nên dự báo trong khoảng 3 ngày tới nơi đây cũng sẽ có gió đông bắc đến đông cường độ trung bình yếu, độ cao sóng chỉ từ 0,5 đến 1 mét. Cũng cần lưu ý với bà con về sự xuất hiện của sương mù vào buổi sáng. Còn ban ngày thì sương tan, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nên là khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Tiếp theo là vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Dự báo từ nay đến hết tuần, ở khu vực này gió vẫn thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ trung bình, mưa ít có khả năng xảy ra và ban ngày trời có nắng nên tầm nhìn thông thoáng. Nhìn chung, thời tiết cũng như là tình trạng biển đều ủng hộ cho việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Còn tại vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, trong những ngày tới thì gió đông bắc khoảng cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường, độ cao sóng từ 1 cho đến 2 mét, thời tiết cũng ít mưa và ban ngày trời nắng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi đánh bắt và những chuyến tàu ghé thăm đảo Phú Quý vào dịp cuối tuần này. Trong khi đó, xuống đến vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, đây là nơi có gió đông bắc mạnh hơn so với các vùng biển khác của nước ta. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới thì gió đông bắc tại đây sẽ có cường độ khoảng cấp 5, tuy nhiên đôi lúc mạnh cấp 6 gây biển động nên không an toàn cho các tàu thuyền có trọng tải nhỏ và thuyền thúng câu mực của bà con ngư dân. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, khu vực Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Từ nay đến ngày 19 tháng 2, tình trạng biển nơi đây khá ổn định, cường độ gió khoảng cấp 3, cấp 4 và độ cao sóng thì không quá 1,5 mét. Thời tiết ít mưa, ban ngày nắng đẹp nên tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như là các hoạt động du lịch biển đảo diễn ra vào dịp cuối tuần này. Đến với khu vực Vịnh Thái Lan, cùng chung xu thế thời tiết với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong khoảng 3 ngày tới, nơi đây duy trì sóng gió với cường độ không mạnh, mưa ít có khả năng xảy ra. Ngày trời nắng và tầm nhìn xa thông thoáng nên các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường. Ngoài khơi xa khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong những ngày tới do khối không khí lạnh suy yếu dần, nên gió đông bắc ở khu vực này sẽ có cường độ chỉ khoảng cấp 4, cấp 5, tình trạng biển ổn định trở lại. Ngoài ra, thời tiết cũng ít mưa và tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Lui xuống khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, dự báo trong khoảng 3 ngày tới thì gió Đông Bắc có cường độ trung bình với sóng biển dao động từ 1 đến 2 mét. Tuy nhiên, bà con ngư dân khi đánh bắt xa bờ cần lưu ý là từ khoảng chiều ngày 18 sang đến ngày 19 thì có khả năng ở phần phía đông nam của khu vực này sẽ xuất hiện mưa dông kèm theo gió giật mạnh gây mất an toàn cho tàu thuyền, nhất là đối với những tàu có trọng tải nhỏ. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Trong 2 đến 3 ngày tới thì gió đông bắc có cường độ trung bình và sóng biển không cao. Tuy nhiên thì như chúng tôi đã cảnh báo, do mưa dông có xu hướng tăng trở lại nên khu vực này bà con ngư dân cần cảnh giác với khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh kèm theo trong mưa dông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.